Hello, xin chào tất cả quý vị và quý bạn. Buổi chiều hôm nay thì mình sẽ bóc thùng cái đồ súp nguyên xốp luôn nha. BRX 418S hàng made in Mexico các bạn nha. Thì đây thì mình vừa cạnh ra để đổ ra cho bác xem thực tế. Video này thì mình sẽ khui thùng, còn video tiếp theo thì mình sẽ tháo luôn bên trong ra cho bác xem thực tế. Các bạn nha. Đây là BRX 400, mã sản phẩm của nó là BRX 418S các bạn nha. Made in Mexico nha. Đó. Đây các bạn. Đây là cái hộp bia. Chả được cái xốp gì chẳng. Nó là hàng này lưu quá. Đó. Rất đẹp. Ui. Đổ ra là bố. Đây bạn cú đổ ra nó hoàn toàn thế luôn. Còn video sau này sẽ test nha cho các bác. Nấc đổ ra. Cẩn thận thôi. Nó mới cẩn thận rồi. Thất nút ngược đây. Rồi, thất khổ. Trong cái này không được không, cái nó bận loa. Đất ngựa ra, lấy cái tháo cái cho bố. Lấy lục rác, cái sao không phải tháo được. Cái sao mới mua đấy. Đây có bốn con ốc rồi, sườn này có ốc bốn cạnh, để em tháo luôn cho bác, cho bác đỡ về đợi video sau thì mình làm video nó mất thời gian lắm, em cũng lười làm. Để loại mới tinh tháo cho bác xem thế chứ. Các bác video hiện tại thì các bác xem độ 15 phút thôi các bác nhá. Nhớ cho TMV một like để ủng hộ cho TMV. Rồi ấn đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được video tiếp theo và bỏ cho TMV một quả xẻ. Đấy. À không nhanh thôi. Video trước thì mình đã nói rồi và cũng bán đôi 7.8 rồi các bạn nhé, còn về đấy 9.8 rồi, còn 7 đôi nữa bật nó hãng rồi đây. Một tay quay một tay bấm thì khó quá. Con nào cũng chặn này. Giá thì Tiến TV vào rẻ nhất luôn. Qua đây. Đấy, bao nhiêu xuống không? Cái màng xuống không? Ui dồi. Khỏi phải nghĩ luôn các bạn. Con này là từ 220/100. Mở lốt qua bát ra, lấy cái đầu to bận ra. Thùng rác thì cái đầu này vẫn bận được. Đấy, cái thứ hai này. Cái thứ ba. Bé to. Ở cái bên này. Cái to đấy. Quang nhìn vào hàng nó bắt này. Đây là cái gần tạo sóng này. Máy tinh các bạn này. Đây là cái hàng này nó gọi là hàng hai lưu các bạn.
ở bên người ta trưng bày mẫu, xong rồi nó đóng lại vào những cái hộp của nó các bác nhé. Đấy, hầu như là chưa sử dụng gì đâu. Các bác mua đi mà thuốc này giá thành cực kỳ rẻ luôn. Các bác nhìn đây là biết là nó là gỗ 8 lớp rồi đúng không ạ? Gỗ bạch tương 8 lớp rồi. Được phủ lớp sơn đen sần cát. Đấy. Đẹp lắm các bác. Những cái thùng hoa súp này nó cực kỳ rồi. Về đời BDX đời cao là vùng đất ốc sao với ốc lục giác nha. Nó cũng như là cái loại Acti 715 hay là 615 đấy. Là đa số mọi lần dùng ốc lục giác rồi các bác. Làm to lắm, bọn mình một kiểu ven. Khi đã thành đôi phút này thì mình bán cực rẻ luôn cho các bác. Đấy, bán giá, giảm giá cực sâu cho các bác luôn. Hiện tại bên Timmy đang giao giá cho đôi hoa súp này cho các bác là giá chỉ có 36 triệu bao ship tận nơi nhá, tận giường cho các bác luôn, 36 triệu mới tinh, mới còn hộp nữa nha. Các bác chơi một khoảng được, chơi một đôi thì càng hay các bác nha. Phòng rộng chơi một đôi này thì hết thuốc luôn. Mặt hết đây, mặt kiểu này. Đây. Họ chẳng làm cái mới. Đấy tôi biết, tôi biết cạnh. Sao? Đây tôi biết hai cạnh. Nó mới chưa tháo ra bao giờ, nó rất vít các bác nha. Phải đây tôi biết hai cạnh. Kênh một tí này. Tôi biết vàng hai cạnh này, lấy trong cái kia. Với khoan đấy. Trọng quay phát. Đấy. Mình lựa biết làm đây, mình làm các bác. Nhiều bác không biết đóng thọc bát mà thúc mà mài. Đấy, nó rất chặt. Ui xù. Các bác nhìn thấy nào? Ui xù rồi. Quá ghê gớm. Ui xù, từ 220 các bác nhá. Ui xùi. Đây là 2 cọc. Từ 220. Đây là số của nó thì bác này. 31 tháng 10 năm 12. Gần chục năm rồi các bác, vẫn trong hộp đấy. Còn đây là quay cổ côn nhịn cho bác xem này. Có gì rõ chưa ạ? Cổ côn và nhịn. Cực đẹp. Mỹ mãn luôn. Và đây bên trong thùng, bên trong thùng thì có, chỉ có hai sợi dây rồi. Đó các bạn nha, cái này thì là nói chung là các bác xem trên YouTube, các bác xem Bảo Châu Electrolux thì người ta cũng tháo ra như này cho em xem như này. Để các bác cứ xem Electrolux từ 220 hồn 100. Ôi, và những đời cao nhìn xương lắm, phê lắm. Quá phê luôn, những người phê các bạn. Và đây là thùng vách các em nó nhá. Đây là thùng vách này. Trọng lượng cân này có luôn này. Cả thùng giấy là 41,7, còn đấy bỏ thùng ra là 39,5. Cực kỳ nặng. Cái bán nó sâu quá, nhìn thì nó bán nó thích không ạ? Giá Diễm Vi đang bán công khai là 36 triệu một cặp nọ này. Bao ship toàn quốc. Các bác mua một quả Diễm Vi vẫn bán cho bác nhé. Made in Mexico. Còn đôi loa hàng bãi này thì Diễm Vi bán rồi nhé. Hàng bãi thì Diễm Vi bán rồi. Bây giờ còn một đôi mới tinh gì thôi. Mới tinh trong hội thôi. Hôm nay Diễm Vi mới khui thùng ra để cho các bác xem. Đấy. Từ 220 côn 100. Những bát âm thanh siêu bạo lực luôn. Bận gì các bác, giá 36 triệu mà hiện tại là ra có 18 triệu một quả thôi. Tội gì các bác đi mua 5 18 từ 17 từ 19
côn 76. Làm sao đi được ra ngoài được. Đời cao chút vút luôn các bạn. Nhìn của ấm trầm em thích rồi. Nó mới tình, nó còn phấn nhất này. Đấy, nó vẫn là phấn, là mà ấm trầm chứ ai tháo ra mà. Phải tháo ra mới biết được. Đây là một Russell Thần Cát. Đời cao. Mà này là được phủ mạ rất cứng các bạn nhá. Đây là cái lo khe để thoát hơi nóng khi đánh lâu. Và côn này các bạn. Đấy. 18 triệu một quả, 36 triệu một đôi. Bác nào có nhu cầu sử dụng liên hệ sớm với Tiến Mimi. Theo số điện thoại là 0948 388 448. Tiếp là 0948 388 448. Tiến Mimi ở Thổ Tàng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc các bạn nhé. Các bạn thấy video hay nhớ cho em một like để ủng hộ cho Tiến Mimi. Bấm chia sẻ này, rồi bấm một cái kênh Tiến Mimi các bạn nhé. Vâng, thank you tất cả các bác và toàn thể anh em đã xem hết video của TBB.